Em có biết dạo gần đây nhân vật nào đang hot nhất trên mạng xã hội không? Em có. Đó chính là nhân vật hát bài tenge tăng 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 tenge tenge. Chính xác luôn. Cái bài này nó rất là vui nhộn nên là em nghe được quá 180 phút rồi. 180 phút. Thế thì nếu mà có những đặc điểm thay đổi gì trên người tenge là em phát hiện ra hết đúng không? Thì đúng. Thế thì ngày hôm nay anh em mình sẽ chơi một trò chơi xem là ai tinh mắt phát hiện ra nhanh nhất những điểm khác biệt trên cậu bé tenge này nha. Câu đầu tiên. Tìm hình khác biệt nhất. Ôi anh ơi, nhưng mà đây không phải tenge đâu. Chắc đây là bạn của tenge. Bạn của tenge nhưng mà mình cũng vẫn phải tìm hình khác biệt nhất. Ôi, nó chạy dây à anh ơi, 17 phút, 17 giây nữa thôi. Anh sẽ tập trung. Các bạn ơi, các bạn cùng tìm với gấu đỏ với Hà Sam nhá. Để xem nào, hình nào. Hình nào đây? Ôi sao khó thế, nhìn mặt bạn nào cũng giống nhau. Nope. Cái nào mà... Chưa gì đã hết giờ rồi. Ôi, thế là câu đầu tiên anh em mình không trả lời được rồi đúng không Hà Sam? Đây này, đáp án đây này. Là một cái bạn mà không có lông mày. Nhưng mà anh ơi, có nghĩa là mới đầu vào cái game này thì em vẫn chưa loát được kịp anh ạ. Em đang nghĩ là sẽ xuất hiện cái bạn tenge da đen đen đấy đúng không? Đúng chứ rồi. Đâu phải là cái bạn tóc đỏ da trắng như thế này đâu. Tìm mãi không ra. Thôi được rồi, để câu thứ hai xem sao. Ui. Tìm ba điểm khác biệt của bạn tenge đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, anh nhìn phát là anh phát hiện ngay ra một điểm rồi. Cái gì, cái điểm gì, điểm em gì? Em nhìn xem. Hình ở bên tay trái là không có tai. Không có một cái tai, còn bên kia là có tai đúng không? Một điểm. Một điểm. Tiếp nữa, hình nào đây? Cái tường ở đằng sau các bạn ơi. Cái tường ở đằng sau một cái là nó có đốm trắng trắng này. Ở bên cạnh góc đầu này có một cái là không này. Ê, rồi, hay hay. Rồi, đây rồi, anh nhìn thấy rồi Hà Tam ơi. Gì? Anh nhìn thấy rồi. Ở cái áo ấy, cái chữ S. Một bên là S thế này, còn một bên là S ngược lại đúng không? Ê, trời ơi, bây giờ cùng xem đáp án để xem anh em mình trả lời có đúng không các bạn nha. Ui trời ơi, quá đẳng cấp, quá tuyệt vời. Nào mà rõ ràng mình nhìn áo rồi nhưng mà mình thấy nó loằng ngoằng quá, mình cũng không để ý các bạn ạ. Mà em mình cứ chú ý vào kiểu như là răng với mồm với mắt để xem là có thiếu cái răng nào không, hay là răng nào nó có thay đổi vị trí gì không. Mình phải nhìn tổng quát. Câu vừa rồi các bạn có trả lời được không? Nếu mà trả lời được thì hãy bình luận cho gấu đỏ với Hà Sam biết nha. Còn bây giờ vào câu tiếp theo thì mình khác biệt nhất vẫn là tenge anh ạ. Rất nhiều cậu tenge này, mà cái video này là anh xem rồi đấy. Anh ơi, hình như là bạn tenge hình như có giữ mắt ở bên này hay sao? Anh cứ để ý xem cái hình nào không có giữ mắt là đúng này. Không phải không? Nhưng mà hình như đấy không phải giữ mắt đâu, hình như đấy là mắt. Các bạn ơi chỉ cho gấu đỏ với, xem là hình nào khác biệt với. À đây, hình thứ hai, cái người đằng sau anh ơi, thiếu người đằng sau. Đúng rồi các bạn ơi. Đúng không? Ôi! Làm anh cứ nhìn vào hai con mắt của bạn ấy, nhìn mãi, nhìn đi, nhìn lại, nhìn tái, nhìn hồi mà không thấy. Nope. Hóa ra là đằng sau. Em cũng nhìn từ con mắt rồi đấy, nhưng mà em nhìn lướt qua thấy mắt là nó dễ đập vào người xem nhất. Nên là em phân tích là có thể là sau khi là không có mắt ở trong đấy. Thì em lại phân tích là cái, ví dụ như là cái hình ở mặt đây thì nó lại kiểu như là khó nhận ra. Thế nên là không ai người ta làm khó quá như thế. Nên em bắt đầu em nhìn về đằng sau. Ví dụ như là cái đống củi đằng sau là có gì thay đổi không thì nó không có. Thì em nhìn thấy người đằng sau có cái chân, chắc chắn là người này là người mà quay phim cho tenge này này. Người ta đánh lạc hướng mình, mắt mình thì cứ nhìn vào tenge nhưng mà hóa ra là lại là người đằng sau, nên là mình phải nhìn bao quát các bạn ạ. Thôi được rồi, rút kinh nghiệm cho câu sau các bạn nhá. Thì mình khác biệt nhất. Ủa ôi, lần này không phải tenge mà là một cái mặt cười. Mặt cười nhắm một mắt là ấy. Nhìn em làm này chắc có khả năng giống em ấy. Một mắt to, mắt nhắm, đúng không? Đúng rồi, bây giờ việc quan trọng của chúng mình là tìm. Anh nghĩ là cái lưỡi này chắc chắn là có một người là không lè lưỡi ra. Không lè lưỡi ra. Đúng rồi, các bạn ơi. Gần hết giờ rồi, đâu rồi? Đâu rồi? À, đây rồi, thấy rồi. Đâu? Hàng thứ ba. Từ bên tay trái của anh sang là cũng là mặt thứ ba luôn. Và đây có hai con mắt mở, em nhìn thấy chưa? Ở đâu? Hàng thứ ba. Hàng thứ ba. Từ dưới lên. Từ trên xuống. Từ trên xuống. Từ dưới lên cũng thế thôi. Từ dưới lên. Đúng không? Rồi cái mặt thứ ba từ bên tay trái vào. Ôi trời ơi, em nhìn thấy rồi. Ôi trời ơi. Để xem đáp án có đúng không các bạn nhá. Ôi trời ơi, quá đúng luôn.
tưởng thế nào, mấy câu này đâu có làm khó được anh gấu đỏ đâu. Đây là bài hát gì? À, bài hát này có một cậu bé này, rồi một cụ già. Úi dồi, cụ già. Em nhìn thấy cụ già cái là em biết cái bài này nó là bài gì luôn. Bài này nó gắn liền với tuổi thơ của em. Gì? Cháu yêu bà. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Đấy, có cháu luôn, có cháu yêu bà. Thế trong bài hát đấy có xuất hiện bánh mì không? Không có đúng không? Bài đấy anh cũng biết. Làm gì có bánh mì. Bài này là bài bánh mì không? Ai hốt thì mà. Đây em nhìn cái bánh mì có nhân đâu. Thế thì thử xem đáp án đi anh ơi. Em chọn là cháu yêu bà đấy. Anh là bánh mì không? Rồi các bạn chọn là gì thì các bạn bình luận cho mình biết với nha. Để xem đáp án là gì nào các bạn ơi. Đáp án của ta. Yêu anh đi, mẹ anh bán bánh mì. Ôi. Thế mà đòi là cháu cái gì nha? Cháu yêu bà với lại bánh mì không? Cái bài này là bài như hát như nào nhỉ? Bài này rất là hot này, các anh biết không? Bài này là yêu anh đi, nhà anh bán bánh mì. Tưởng yêu anh đi, nhà anh có đàn cà thù. Anh nhớ rồi. Bài này là có câu đầu tiên như này này. Con trai bà bán bánh mì. Đây. Con trai bà bán bánh mì. Lo cho em. Lo gì? Là anh lo. Bố tay. Rồi, câu tiếp theo các bạn ơi. Câu này là mình với anh Gấu Đỏ là đều trả lời sai các bạn ạ. Không biết là các bạn có trả lời đúng hay không. Đoán tên bài hát. Lại là một bài hát nữa này. Ôi nhìn thế này là anh đoán ngay được tên bài hát này rồi. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Có câu trả lời thì bình luận cho Gấu Đỏ biết với nha. Cái bài hát mà gắn liền tuổi thơ của anh em mình. Lại tuổi thơ tiếp hả anh? Nope. Bài này là bài bong bóng tình yêu. Lại có trái tim. Cái gì à? Tạm biệt búp bê thân yêu. Để xem đáp án có đúng không nào. Đúng này, anh nói là em mới thấy là nó đúng là cái bài tạm biệt búp bê thân yêu này. Bye bye là tạm biệt đúng không? Ờ, đúng rồi. Búp bê này, còn trái tim là yêu. Đó, tạm biệt búp bê thân yêu. Chính xác luôn. Tập trung này, chuẩn bị câu tiếp theo này Hà Tham ơi. Tìm mình khác biệt nhất. Đây là Coca-Cola, cô chỉ có ba là bệnh da. Quit game các bạn ơi. Đã từ rất lâu rồi đúng không? Má hồng là hai, ai có má hồng này. Cái mắt thì ai cũng có mắt này này. Cái nơ ở trên đầu ai cũng có rồi này. Rồi, yếm thì yếm màu cam này. Có thấy cái gì khác đâu anh, hay là cái này lỗi rồi anh ạ? Các bạn ơi, các bạn bình luận cho Gấu Đỏ biết với, chưa tìm thấy đâu các bạn ơi. Lỗi rồi. Không thấy có điểm gì khác biệt hết các bạn ơi. Khác cái gì? À. Đây này. Khác cái gì? Cái người này là không có cái má hồng đây, em nhìn hai bên màu. Ôi, trời, em rõ ràng là em có nhìn má hồng rồi, em còn nhìn lướt. Nhưng mà em nhìn nhanh quá, em không để ý. Ôi, em tự nhiên em lại bảo với anh là má hai bên đều có má hồng. Thế nên là anh không nhìn má hồng nữa mà anh lại cứ nhìn vào mấy cái ở cái áo chảy giọt nước ấy các bạn ơi. Anh đang nghĩ là cái áo có giọt, áo có không. Tại vì nhìn nó chảy nó nhiều như thế này nó làm cho mình hoa mắt. Không ngờ đâu nó lại là không có má hồng. Nhìn cái bạn đấy, bạn cuối cùng ấy. Lần sau em phải nhìn kỹ vào nhá. Chưa nhìn kỹ đã bảo là không có rồi. Đây là tỉnh nào? Tỉnh này là cái tỉnh có một con sóc này đang cầm một cái sóc chân. Đi gì mà nhanh thế, mới thì có đây, anh ơi. 20 giây. Con sóc đây, con sóc. Cắt nửa vầng trăng. Thì nó là mặt trăng, là sóc trăng. Có lý, hợp lý đúng không các bạn? À, Trang trả lời quá nhanh luôn. Nhưng mà để xem đáp án nha. Anh cũng nghĩ là 50-50 đấy. Trời ơi, 100-100. Rồi, 1 giây, 0 giây. Đấy, sóc trăng. Thấy chưa? Nãy không trả lời được thì bây giờ nó cũng phải trả lời được nhanh một tí cho nó bất nhục chứ. Câu này dễ quá cơ, đúng không? Rồi câu tiếp theo, ai là mẹ của hai bé sinh đôi? Hai bé này sinh đôi nhá. Anh nhìn mà xem, em nhìn một phát là em biết luôn này. Cái tóc là màu gì? Màu cam. Thì ba bà này là tóc màu gì? Một bà màu cam, đúng không? Đúng. Một bà màu vàng, một đúng. Bà màu nâu. Tất nhiên là tóc con màu cam là tóc mẹ cũng phải màu cam rồi. Mà anh thấy cái bà mẹ đầu tiên ấy là còn có cả một cái bình sữa ở trong cái túi kia cả. Em nhìn mà xem. Mà anh nên nhớ nha. Những bà mà kiểu như là có những người con nhỏ là người ta sẽ kiểu như là đeo một cái túi rất là rộng. Ở trong đấy là có bỉm này, có khăn này, có giấy này, có đủ quần áo các thứ này cho bé là phòng ví dụ như chẳng may là bị ướt hay bị làm sao đó. Đúng không? Rồi. Đúng, hợp còn lý cái luôn. Cái chị thứ hai
thì anh cũng thấy nghi nghi ấy. Ừ. Tại vì lại anh thấy ở tay của chị ấy là có xăm leo à? Và ở dưới là cái gì đấy? Romeo, chắc là từ Romeo ấy anh. Có nghĩa là tên hai người con ở đấy. Mà anh nói thì em lại nghi bà thứ ba nữa anh ạ. Bà thứ ba là sao hay bà sao? Bà thứ ba là bà cầm hai que kem. Thì hai que kem mà trẻ con thì thích ăn gì? Con thích ăn kem. Thì đấy, cầm hai que kem là cho hai đứa trẻ con. Chứ còn tự dưng mà nếu mà không phải con bà đấy thì bà lại tự dưng bà ấy mua hai que kem làm cái gì? Bà ăn nào được hết hai que kem. Mà nói thế này thì thấy cả ba bà đều giống mẹ nhỉ. Phân tích càng rối các bạn ạ. Lúc đầu thì cứ nghĩ cái bà đầu tiên ấy, cái bà tóc vàng thì là mẹ tóc vàng đẻ ra con tóc vàng chứ đúng không? Cam. Nhưng mà có khi nào tóc của bà này là bà ấy nhuộm không? Nope. Nhuộm màu cam không? Hoặc là cũng có thể là tóc mẹ màu vàng, tóc con màu cam là tại vì giống bố. Mình có thể loại trừ được phần tóc ra rồi. Nhưng mà còn cái bình sữa. Còn bình sữa. Có thể là bà đấy nuôi mèo con này. Hoặc là có thể là con. Nhưng mà có nhỉ. Thôi chết rồi, em đoán ra rồi. Có thể bà đấy là người bắt cóc trẻ con. Bắt cóc trẻ con. À, đeo cái bình sữa này để lừa đúng không? Đúng rồi. Để nhận hai người con này là con của mình. Để lừa. Oh no. Để lừa những người xung quanh. Thế thì loại luôn bà này đi. Loại. Các bạn nếu mà ai chọn người nào thì hãy bình luận cho chúng mình biết với nha, để chúng mình có một đáp án chính xác nhất nào. Rồi. Cái ảnh này là phân tích hơi nhiều. Người thứ hai. Người thứ hai thì là hơi dữ dằn, nhìn mặt hơi cái dữ mặt dằn. Bà này thế này này các bạn ạ. Mắt trợn lên. Con của tao, trả cho tao. Với lại ví dụ như là người mẹ nào đi chăng nữa thì ít khi người ta xăm như vậy lắm. Không biết được, xăm thì cũng có xăm đấy. Nhưng mà cái bà này nhìn hơi dữ dằn thật. Nhưng mà người thứ ba chỉ cầm hai con kem thôi nhưng mà mặt cũng dữ dằn hơn. Ăn mặc thì lại không giống là mẹ lắm đúng không? Đúng rồi. Ăn mặc kiểu như cả một cô gái tuổi teen là đang đi chơi thể thao ấy. Đúng rồi, cũng có thể cô ấy mua kem là cho bạn cô ấy. Từ từ, anh mới phát hiện ra được một tình tiết mới. Tình tiết gì? Em nhìn cái bà thứ ba kìa. Ừ. Ở cái tay này. Ừ. Hình như là có cái nốt gì đỏ đỏ. Và ở hai người con cũng có một cái nốt đỏ đỏ. Có thể đây là một cái vết chàm hoặc vết bớt gì di truyền. Nốt di truyền, anh ơi, thế thì em nhìn rồi. Ở chân bà đấy cũng có anh ơi. Ở chân. Thế thì để xem hai người con này có không nhá. Ở chân hai người con không có anh ạ. Nhưng mà chân hai người con này đang quỳ xuống rồi, không nhìn thấy. Nhưng mà ở tay này, anh khả nghi là nhất là ở chỗ tay đấy. Và bây giờ mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thôi nghe anh một lần đi. Nghe anh một lần. Rồi, em nghe anh. Em chọn cái bà mang cái túi hồng. Nope. Bảo bà đấy là bà bắt cóc trẻ con mà bây giờ lại chọn. Em nghi nghi thôi nhưng mà em vẫn thiên về bà đấy hơn, tại vì quần áo này rất giống một người kiểu như là mẹ là nuôi con nhỏ này. Rồi cái túi nữa, rồi màu tóc nữa. Đấy. Rồi được rồi, chọn đi. Em chọn cái nào? Em chọn bà tóc cam. Anh chọn bà ngoài cùng, cầm hai con kem. Okay. Nếu mà ai mà thua thì sẽ phải mời người kia đi ăn gà rán. Ok. Để xem đáp án các bạn nha. Còn các bạn chọn đáp án nào hãy bình luận cho chúng mình biết với. Ngay bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án nào. Hai que kem là mẹ. Tóc cam là mẹ các bạn ơi. Đáp án. Ơi yeah. Đó, tao thấy anh phân tích chuẩn chưa? Ở tay đây này có cái vết di truyền thế này, nếu mà không phải con thì không bao giờ có cái đấy đúng không? Nếu mà có chỉ có một người có, đây tận hai người con đều có mà mẹ cũng có. Em lại nghĩ cái vết đấy là vết son chẳng hạn, hoặc là vết kem nó chảy ra. Thế nào, ôi tí nữa quay video xong đi ăn gà rán nhá. Được, tất nhiên rồi, thua thì phải chịu mới làm nào. Câu tiếp theo. Ôi dồi ôi. Tìm đầu chính xác nhất. Ôi my god anh ơi, đây vẫn là tên ghe các bạn ơi. Đây là tên ghe này, nhưng mà các bạn ơi. Này anh ơi, tức là mình tìm A, B, C, D là ghép vào cái người kia đúng không? Cái mặt cái người kia là tên ghe rồi. Nhưng mà bây giờ chọn mặt đi. Nhưng mà anh ơi, bốn mặt này đều là tên ghe. Nhưng mà các bạn ơi, chỉ một cười. Cái đầu A nha, mình phân tích này là cái mặt tên ghe. Nhưng mà cái tóc các bạn có thấy quen không? Tóc nó là cái tóc của cô La, cô Chi, ta búp bê, đấy. Búp bê Squid Game. Đúng rồi, búp bê Squid Game. Và còn cái đầu 2 nhỉ? Cái thứ B ấy, cái hình B thì cái mặt giống rồi nhưng mà hơi béo một tí. Lục. Và thêm cả hai cái bím tóc ở đây. Trên không có tóc nhưng mà hai bên lại chìa ra. Như là sao thế này này. Bây giờ hai bên này là chìa ra còn cái đầu là không chọc lóc các bạn ạ. Nên là nhìn rất là ngộ không phải đúng không? Đúng rồi. Còn cái đầu thứ ba thì... Nhìn cái đầu thứ ba còn hài hơn các bạn ơi.
Nhìn đây là kiểu người ta gọi là đúng là đầu quả dưa đấy anh ạ. Đầu bát úp, úp một cái bát lên xong rồi cắt tóc theo vòng quanh đúng không? Tôi gọi em chọn đầu thứ tư. Đây đây đây, anh cũng chọn đầu thứ tư. Đê, tại vì tên game mình xem nhiều rồi làm sao mà sai được đúng không các bạn? Các bạn chọn đáp án nào? Bình luận ngay nào. Xem đáp án luôn đi. Đê. Câu này thì quá dễ rồi, không thể trả lời sai được đúng không các bạn? Rồi em tin chắc là rất nhiều bạn đây đã trả lời đúng đấy anh ạ. Vừa rồi chúng mình đã trả lời chính xác được bao nhiêu đáp án nhỉ? Em không nhớ rõ lắm nhưng mà chắc là cũng gần hết đấy anh ạ. Gần hết? Hay là đẳng cấp ấy chứ. Thế còn các bạn trả lời được bao nhiêu đáp án? Hãy bình luận cho chúng mình biết mấy nha. Còn bây giờ video này của chúng mình đã dài rồi, bye bye các bạn.